Cúng chư vị thần linh thổ công trong gia đình có phải cúng đổ mặn không ạ? Xin thầy hoan hỷ cho chúng con lời khuyên. Không, thầy trả lời luôn là không, không cần. Đã cúng chay gia tiên rồi thì các vị cứ cúng chay tất tần tật đi cho thầy. Cứ thanh bông hoa quả và mâm cơm chay thế là được rồi. Kể cả không làm mâm cơm chay thì thanh bông hoa quả là các cụ cúng gì chứng rồi. Trong kinh Địa Tạng chúng ta tụng chúng ta thấy rồi đúng không? Đức Phật nói là không nên cúng bái tế tự quỷ thần bằng gì ạ? Bằng rượu thịt á, liên quan đến mạng sống của chúng sinh. Không nên cúng bái tế tự vong linh của người thân mới mất hoặc đã mất lâu rồi bằng gì? Bằng rượu thịt liên quan đến gì? Mạng sống của chúng sinh mà làm tổn phúc họ, đúng không? Thanh bông hoa quả, dùng tâm chân thành, lời kinh tiếng kệ nương vào chân ngôn thần chú của Đức Phật, từ cái đồ ăn thanh bông hoa quả đó, hương đăng đèn nến đó, rồi mâm cơm chay đó, vân vân đó, biến ra được những thứ thức ăn là ngon ngọt, bổ dưỡng, gọi là chẳng khác gì những món ăn của quái Phật hương tích vậy. Cho nên chúng ta theo quan điểm của nhà Phật một cách gì chuẩn mực thì chúng ta thần linh thổ địa thổ công vân vân đó, ngày đó chúng ta cũng chay tịnh hết là công đức vô lượng A Di Đà Phật.